up, passing the hit for the bomb. Step inside the booty, you know it's on. Working unstoppable, kill the song. On to the next one, who's through the mom? Stop. Gang and Saigon team, we bout to rip this shit. Music doctor got my back and on my dick, it's your bitch. Rất là vui khi Khôi nghe hai tin một người em trai cũng như là một người bạn trong đam mê cùng năm niềm đam mê về xe thì đó là Andy Vũ. Thì những anh em gần những năm gần đây đam mê xe anh khi từ cái kênh YouTube của Andy Vũ cũng như là Việt Nam Racing Boy tại Việt Nam thì cái hình ảnh cũng như là tên của Vũ cũng như là con người của Vũ là anh em đều đã biết hết rồi. Và hôm nay mình làm một clip ngắn để thứ nhất là đón chào người anh em cùng đam mê về và anh em đang đi uống cà phê giao lưu. Thứ hai nữa là lên một số anh em mình lên một số cái dự án để review những chiếc xe cùng với lại phụ tùng anh em Đông Nam Á 99 Tổng Bố Trí phường 15 quận 5 thì rất là vui. Nói chung là mình không có còn đu xe ngoài đường nữa nhưng mà mình vẫn giống như là còn tiếp tục với anh em đam mê với những dự án gì nói chung về xe thì mình vẫn tham gia thôi. Tại đó là cũng niềm đam mê của mình không có bỏ được. Mặc dù là bây giờ anh em mình không còn đua xe ở đường phố nữa nhưng mà bản thân anh cũng như là Vũ thì cái niềm đam mê trong lòng mình vẫn luôn còn đúng không Vũ? Nó còn đó anh ơi, thì mình lớn lên được cái nào thì nó đi theo mình tới suốt đời. Xe không bỏ được, kiểu là mình không còn loại khóa ngoài đường nhưng mà mình vẫn tìm cái cách mà theo cái đam mê nào nó chính đáng hơn là được hợp pháp hơn thì cái đó nó vui thôi. Chứ đâu mình lớn là thế nào mà mình cỡ tuổi này mà mình đem xe ngoài đường mình đủ cái đứa nít nó đu được, mình phải hướng cho nó là đi tới cái đường đúng không. Thì cái ngày xưa mà cái thời của tụi mình nó là đâu có sơn cội đâu thì một phần cái đem xe ra đường đu thì là cũng một chuyện hiển nhiên, mà bây giờ có đủ mọi điều kiện để cho những em tham gia. Những ngày xưa ước gì có một cái chỗ để đua xe hợp pháp, không có. Đi đâu cũng sợ công an bắt này nọ, thì mặc đồ đua xe hồi xưa mà đâu có nón đấy cái đâu, té một cái là như là bị chấn thương nhiều hơn. Bây giờ có đủ mọi điều kiện thì tại sao các bạn không vô sân tổ đua, có người có giải thưởng hợp pháp rồi này nọ nữa, thì có người giống như là chấp nhận cái hành quả của mình hơn. Ngoài đường anh đua xe, ví dụ ngoài đường đua đi thắng cũng nói thua mới thắng, không có lộn vẫn lộn lại. Còn đây lại có giải đàng hoàng, có ban giám khảo đàng hoàng, thì tại sao các bạn không tham gia vô những giải hợp pháp như vậy? Ok, thì ngoài cái niềm đam mê của mình thì bên Mỹ cũng như ở Việt Nam á cũng vẫn tiếp tục độ những chiếc xe của riêng mình. Chắc đúng rồi, có anh thì lúc mà câu chuyện là vậy nè, em qua Mỹ năm lúc 13 tuổi nhưng mà trước khi qua Mỹ em đã đua xe bên đây nguyên một sớm, luôn anh em tất cả mọi người đều đua xe nguyên cái sớm em luôn. Chứ phải là em ở Bình Thạnh mà anh biết cái sớm ngày xưa cái năm đó là cái đua xe không. Thì sau này em qua Mỹ á, em đi học xong tới cái năm em có bằng lái xe thì bắt đầu em chơi xe hơi, rồi xong bắt đầu từ đó những cái năm gần đây là anh em cứ đi tới luôn đó luôn. Bởi vậy người ta hỏi là ủa tại sao bạn ở bên Mỹ mà bạn về Nam bạn chơi xe được, và tại sao bạn bên chơi xe Việt Nam mà bạn ở Mỹ chơi xe được, là tại vì nửa năm em ở bên đây anh hiểu không, là nửa em ở bển em có thể là chơi hai thứ một lúc luôn. Thì đó là vậy, nhiều bạn không hiểu tại sao ồ này chắc nó mới đi Mỹ được năm mấy nữa không, thật sự mình đi Mỹ từ rất là lâu rồi các bạn hiểu không, mà mình đi về về mình chơi xe thì nó như vậy. Vậy là cái niềm đam mê của Andy Vũ là tiếp nối cái đam mê không chỉ ở Việt Nam mà bên Mỹ cũng vậy. Qua cái clip anh em ngồi trò chuyện này á là Andy Vũ sẽ trải lòng mình ra thật nhiều để anh em biết được tại sao có những anh em thắc mắc chưa chỉ biết Andy Vũ ở trên cộng đồng mạng hay là trên YouTube thôi, nhưng mà ở đây mặc dù qua clip nhưng mà mọi người sẽ hiểu hơn là cái cách Andy Vũ đam mê về xe cũng như là theo đuổi cái niềm đam mê của mình như thế nào. Và anh cũng có thắc mắc một cái là khi mà em tiếp nối cái đam mê của em á thì anh có những cái kỷ niệm mà vui buồn chắc cũng có nhiều lắm Vũ à. Thì cũng như cái niềm vui buồn em nói rồi, thì lúc trước cái thời em đua xe thì không có sân khấu gì, thì mình lúc nào cũng phải đưa cái mạng mình đặt trên cái đường tơ cộng chỉ, anh hiểu không, là chỉ có đụng là chỉ có tắt. Lúc mà cái những cái chuyến đi Vũng Tàu là mình nhiều khi hồi đó mà đâu có cái vụ mà chở xe này nọ ra đâu,
thì mình phải chạy từ Sài Gòn đến Vũng Tàu, mà trên cái quãng đường mà từ Sài Gòn đến Vũng Tàu thì anh biết thế nào, công an nó có nhiều bữa, có nhiều lúc em nhớ một lần em đi á, em chạy ngoài luôn mà công an chặn ngang đường, nó cầm nguyên cây tre nó đập vô em, mà không trúng, đập trúng cái đầu xe em. Là còn khúc trên nó không, nó chặn toàn bộ nguyên đường, không có xe lọt, em phải đi cái đường ruộng. Nói là tới ra Vũng Tàu là em như một thằng nông dân vậy đó, xe sình này nọ, quần áo luôn ba, nói chung là khổ lắm, chứ phải được sướng bây giờ nó bỏ xe lên là chạy ra sân đua đâu mà hiểu không vậy. Thì nhân dịp em về Việt Nam thăm gia đình, cũng như là em rất tiếp tục cái đam mê về xe Việt Nam á, thì anh có những người bạn của chúng ta cũng có những cái chiếc xe cho anh với anh đi Vũ review, cũng như là những cái giải rắc á, thì anh mong rằng anh em mình sẽ đồng hành trong những cái thì mấy cái giải rắc gần đây năm ngoái thì em có lên một sân đầu tiên là em lên sân 2K. Còn cái sân Half Blend thì em thấy đua nhiều, với lại anh em xe đó cũng xe dữ không, mà em cũng chưa biết đã chạy cho ra sao, thì sau này nếu có dịp thì em sẽ tới tham gia, với lại em muốn review xe của một vài người ở đây nữa. Việt Nam mình xe dữ lắm các bạn, tại chưa biết thôi, chưa lên màn ảnh thôi, rất là nhiều xe dữ. Thì qua kênh YouTube của anh Lý Vũ á, thì anh cũng muốn là những cái bạn cũng như là những cái anh em của anh Lý Vũ á sẽ coi được thực tế anh Lý Vũ về Việt Nam và lên sân truck Happy Land nè, review những chiếc xe tại Việt Nam để anh em mình hiểu nhau hơn. Thì mong rằng anh Lý Vũ có một vài lời để kêu gọi anh em mình cùng chung hâm nóng cái đam mê lên. Và nếu các bạn mà muốn thấy mình thực sự ôm xe rắc chạy lại sau bao nhiêu năm luôn, thì các bạn nhớ chia sẻ cái video này cho anh em, thì các bạn thấy mình ngồi lên xe độ một lần nữa. Mình không hứa chắc nhưng mình sẽ ráng, bạn hiểu không, siết ống ga rồi mình sẽ ráng. Yeah. Yeah cái này đi. Yeah. Thì anh em thấy đó, qua cái clip ngắn trò chuyện biết anh đi Vũ về, thì anh em ra Đông Á gặp gỡ nhau tại một quán cà phê tình cờ thôi, nhưng mà mình làm cái clip này các bạn thấy thật sự anh đi Vũ rất là vui, và cái niềm đam mê của mình nó chạy dài giữa hai anh em, thì cái cách nói chuyện của anh đi rất là phóng khoáng. Vì thế Khôi cũng đại diện cho phụ tùng anh em ra Đông Á chúc cho anh đi Vũ luôn luôn khỏe mạnh cùng với gia đình, và luôn luôn cháy cái niềm đam mê của mình, và chúc cho anh em xem clip này thành đạt và luôn luôn ủng hộ anh Đi Vũ cũng như là phụ tùng anh em Đông Nam Á. Dạ, cũng cảm ơn các bạn từ đó tới giờ luôn quan tâm theo dõi những chuyện gì mình làm, và mình cũng mong các bạn ủng hộ cái clip này giống như là anh em phụ tùng Đông Nam Á, và mình sau này những cái chuyện khác cái gì thì mình cũng mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn. Sau này có một vài dự án thì mình sẽ thông báo sau cho các bạn, và nhưng trước hết là các bạn phải ủng hộ cho tụi mình clip này để bắt đầu những cái khác. Dạ, cảm ơn các bạn. Yeah.